Ngày 18 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Hoàng Hiếu sinh năm 1992, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu với số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát đội 5 phòng BC02 phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hoạt động trên địa bàn thành phố Thủ Đức qua không gian mạng nên đeo bám củng cố hồ sơ. Công an xác định đường dây này do Hiếu chủ mưu tổ chức. Quá trình đeo bám, trinh sát gặp nhiều khó khăn do Hiếu luôn cảnh giác và đề phòng công an. Hiếu không ra mặt, chỉ để đàn em trực tiếp làm việc với con bạc. Toàn bộ số tiền đánh bạc được giao dịch bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Trưa 13 tháng 1, nhiều tổ trinh sát đã ập vào căn phòng ở phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức cùng nhiều địa điểm khác bắt giữ Hiếu và đồng phạm. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhóm khai tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ tháng 7 năm 2021 tới nay. Đường dây do Hiếu cầm đầu với quy mô lượng tiền giao dịch cá độ bóng đá lên khoảng 10 tỷ đồng mỗi tháng. Tính tới thời điểm bị bắt, số tiền giao dịch đã lên tới gần 200 tỷ đồng.